Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em. Dạ vâng, hôm nay thì em Quỳnh sẽ lên cho cả nhà 10 em chim họa mi chống mộc nhé. Để cho các anh cùng tiện theo dõi thì em sẽ lên lần lượt từng em một. Chim bên em thì bảo đảm hành với anh em là chim chống 100% này. Chim đã ăn cám cứng, khỏe mạnh, biết sang lồng tắm này. Rồi là nói chung là đuổi sang lồng các thứ nó rất là dễ và không đâm trổ quá nhiều nữa anh em nhé. Hàng này thì đã 3-4 tháng lồng rồi. Bên em đã về chăm 3-4 tháng lồng rồi nên canh yên tâm. Có một số con thì nó khá là tĩnh hơn nhá. Một số con em có điều kiện đuổi ra học ép mộc thì chim nó khá là tĩnh hơn rồi. Thì bây giờ em sẽ lên với cả nhà em họa mi đầu tiên mang mã số 110 để cho anh em nhà mình cùng lượng quan sát và theo dõi. Nếu anh giai nào mà đang có nhu cầu tuyển mộc thì các bác đừng bỏ qua cái lô họa mi này. Ở đây toàn chim đẹp, chim già rừng, cực kỳ già rừng và tố chất luôn. Em họa mi đầu tiên em lên với các anh này. Một em chim cực kỳ đẹp, chân cước, mỏ vàng, họa đóng cao và họa rất là nét nha anh em nhé. Lô chim vừa về chiều hôm qua, hôm nay tắm táp sạch sẽ ngon lành cành đào rồi. Hàng này đã nuôi 3-4 tháng lồng nhá anh em nhá. Đấy, bản đuôi rất là đẹp. Dài, người chim ngũ trường chuẩn cho em Quỳnh này. Và đặc biệt là chim đứng cao cầu, trong họng đứng rất là cao cầu, nhìn uy nghi rất là đẹp luôn các anh ạ. Thật sự anh em mà sưu tầm mi mộc mà các bác bỏ lỡ những game này thì rất là phí, rất là tiếc luôn. Siêu siêu đẹp luôn nhá. Chân cước mỏ vàng, họa đóng cao, chim siêu già rừng rồi các anh ạ. Về chơi hàng này nói chung là sướng luôn, nghe giọng hót của hàng này rất là hay luôn. Đấy, hàng già rừng nó như thế nhá các anh nhá. Chim bộ to, bóng bộ rất là đẹp. Em họa mi này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.750.000 nhá các anh nhá. Trên video của em Quỳnh Tuyên Quang hôm nay chia sẻ cho anh em một lô chim chống mộc cực kỳ đẹp. Đấy, các bác sẽ kênh của em Quỳnh Tuyên Quang xem cái, nếu như mà thấy ưng em nào thì ủng hộ em. Liên hệ với em Quỳnh qua số điện thoại là 0983 936 899 để em có cơ hội ship chim cho cả nhà mình nhé. Quá là ok và em này khá là tính chim đây anh em ạ. Đấy, em chim này khá là tính nhá. Đầu mặt bóng bộ rất đẹp. Bây giờ em sẽ chuyển sang em họa mi mang mã số 111 nha anh em nhé. Em lên với cả nhà mình em họa mi thứ 2 trong video này mang mã số 111 nha các anh nhé. Một em chim siêu siêu già rừng luôn. Anh em nào mà đang mà tuyển mi thích hàng siêu già rừng thì các bác đừng bỏ qua cái em họa mi mã số 111 này nhá. Đấy, quá là ok luôn anh em ạ. Chim bản đuôi xòe, nước lông xanh. Đầu mặt bóng bộ rất là ok luôn. Đấy, đầu mặt này, đuôi xòe rất là to nhá. Em này em Quỳnh cũng chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.750.000. Chim bộ to, dáng ngũ trường. Nhận chim không đẹp anh em nhà mình trả lại cho em Quỳnh luôn nhá các bác nhá. Thật sự là con chim như thế nào thì em quay trên video nó cũng như vậy. Và ngoài ra thì em quay vào hộc nhỏ này các bác còn không nhìn thấy được hết nét đẹp của em nó luôn ấy. Chứ chim quá là ok luôn. Mau mồm mau miệng anh em nhá. Hàng này về đã hot rồi, bao trống chuẩn 100% cho anh em. Đó. Anh giai nào mà ưng em họa mi này thì alo cho em Quỳnh nhá. Số điện thoại liên hệ của em Quỳnh là 0983 936 899. Chim tại Tuyên Quang. Một em chim trống quá là già rừng, móng mỏ nó rất là đẹp các anh ạ. Chân nó khô rong luôn này, bản đuôi đẹp lắm. Đầu mặt rất là ok. Đấy, bản đuôi này các bác này. Quay ngang quay dọc nhìn con chim nó đứng chật hộp luôn. Thái độ rất là tốt nhá. Chim hót rất là ok luôn. Anh trai nào mà ưng thì alo cho em Quỳnh này. Số điện thoại liên hệ là 0983 936 899 nhá. Bây giờ em Quỳnh kết thúc mã 111 và chuyển sang mã 112 ạ. Em lên với cả nhà em họa mi mã số 112 nhá các anh nhá. Của em chim trống rất là đẹp, người dài này, họa cao này. Đấy, chim rất là ok luôn. Chim đã hot rồi nha anh em nhé. Bảo hành chuẩn chim trống cho anh em nhà mình. Bảo hành chim đã ra giọng. Đấy, các bác cứ xem trên kênh của em Quỳnh nhá. Em này thì còn mổ tay đấy các bạn. Đấy, 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 mổ đau lắm. Đấy, chim rất là đẹp đấy. Ủa, mổ nhiều. Anh em nào thích cái hàng này thì các bác có thể alo cho em Quỳnh nhá. Đầu mặt em này thì quá là ưu tú luôn. Khôi ngô tuấn tú lắm các bạn. Mỏ mỏng nhá. Mẫu hot thì quá là ok rồi. Nói chung là hàng như thế nào thì em cũng quay như thế cho các anh. Các bác cứ xem trên kênh. Nếu như mà ưng ý thì gọi cho em thôi. Chị
chim bộ to người dài. Rất là ok luôn. Em này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em giá 1 đồng 6 nha anh em nhé. 1.600.000 ạ. Quá xuất sắc, một em trống đẹp. Người dài, cao cầu, móng mỏ không vấn đề gì, không tật lỗi gì, chim ôm cầu, chân ôm cầu nhá. Dáng đứng trên cầu rất là ok đấy ạ. Hàng này mà đứng trong lồng đẹp đẹp một chút thì tuyệt vời luôn. Thuần hóa một chút nữa thì các bác chăm sóc nuôi dưỡng cũng sướng tay luôn nhá các bác nhá. Anh trai nào mà ưng em họ Mi 112 thì alo em Quỳnh nhá, để em Quỳnh gửi cho cả nhà. Em mổ tay nhiều lắm. Để các bác có thể bón sâu bón dế được nhá. Mổ tay như này thì về có thể nhẹ nhàng, em nghĩ là bón sâu được bón dế được đấy ạ. Hàng này nó là hàng chim truyền chắc khoảng 1 năm thôi. Tùy nha anh trai nào ưng thì alo em Quỳnh này. 1.600.000 ạ. Bây giờ em sẽ chuyển sang em họ Mi 113 nha anh em nhé. Dạ vâng, em Quỳnh lên với cả nhà em họ Mi mã số 113 nhá. Mời các anh cùng vào lựa một em chim bộ to người dài. Bản đuôi xòe vip đẹp. Khá là tính chim nhá. Em chim trống này khá là tính này các bác này. Họa đóng rất là cao và họa sắc nét. Đầu mặt đẹp. Mỏ to. Chim trống chuẩn và sạch, chim sạch 100% chưa qua khai thác đâu. Anh em nhà mình cần hàng thì anh em cứ alo cho em Quỳnh thôi, để em Quỳnh có thể gửi chim cho anh em nhé. Chim tại Tuyên Quang có giao dịch toàn quốc ạ. Các bác ở đâu thì cứ alo cho em Quỳnh một câu để em có thể hỏi xe rồi hỏi tàu ship chim cho các anh nhà mình. Đầu mặt bóng bộ em này cực kỳ đẹp luôn ạ. Chim bộ to cho em Quỳnh nha anh em nhé. Lâu lâu thì em Quỳnh mới về được một lô chim đẹp như thế này. Các bác cứ xem, nếu mà ưng em nào, nếu như mà có vấn đề gì cần hỏi thêm thì anh em liên hệ với em Quỳnh qua số điện thoại của Zalo là 0983 936 899 anh em nhé. Em này mỏ to, họa đóng cao đẹp. Chim rất là ok luôn. Nhìn người nó cân đối hài hòa, đẹp lắm các bác ạ. Mà chim tĩnh nhá, nhìn đầu mặt lì lợm. Mắt rất là đẹp này. Hàng này em nghĩ là dễ thuần hóa thôi. Anh em nhà mình nuôi thêm một vài tháng nữa, và anh em nào biết nuôi thì chắc là nhanh hot lắm. Bởi vì ở nhà em thì em này ốp mái thì chim có thái độ rồi mà. Đấy. À, điện đó nó còn, nó có nhá các anh nhá. Điện rừng lửa rừng nó vẫn còn. Đấy. Anh trai nào mà ưng em 113 thì alo em Quỳnh nhá. Bây giờ thì em Quỳnh sẽ chuyển sang em 114 ạ. Dạ vâng ạ, em sẽ lên với cả nhà mình em họ Mi mã số 114. Mời các anh cùng thẩm em họ Mi mã số 114 của nhà em Quỳnh nhá các anh nhá. Chim bộ rất là đẹp luôn. Mỏ mỏng, mỏ cong này. Họa đóng cao và sắc nét. Họa em này quá là ổn nha các anh nhá. Chim rất là đẹp. Chim thì khỏe mạnh, sang lồng tắm các thứ thì ngon lành cành đào rồi, không tật lỗi gì cho em Quỳnh này. Mùa này chim hơi gầy một chút. Đấy. Thế anh em về chăm bẵm thêm giúp em nhá các anh nhá. Đầu mặt bóng bộ con này đẹp lắm. Em bọn Mi này rất là ok luôn. Chim già rừng tố chất tốt nhá. Ở trong học hot nhiều đấy, em này là hot nhiều này. Về nhà anh em nghĩ là anh em chỉ cần kích mái hoặc xùy tiếng mái là chim sẽ chơi đấy. Rất là dễ thuần hóa nhá. Em này được cái nó tính chim. Đuôi dài nhỉ các bác, đuôi rất là ok đấy ạ. Anh trai nào mà ưng thì gọi điện cho em nhá. Chim thì em có ship toàn quốc, bảo hành mọi tật lỗi cho anh em. Bảo hành chim không khàn khê ngoái ngửa. Đấy. Nói chung là những cái em họ Mi này rất là tố chất, mã số 114 nhá. Em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.550.000 nhá các anh nhá. Mỗi em chim ok lắm, đẹp lắm. Còn hot nhiều nhá. Bảo hành cho anh em là hot nhiều này. Bây giờ em sẽ chuyển sang em họ Mi mã số 115 nhá các anh nhá. Đấy, bây giờ em sẽ chuyển sang mã số 115 luôn này. Để cho cả nhà xem lại một lần nhá. Dạ vâng, bây giờ thì em Quỳnh sẽ lên với cả nhà em họ Mi mang mã số 115 nhá các anh nhá. Mỗi em chim trống mã số 115 này. Đấy, bản đuôi xòe này. Chim họa nét căng này. Mỏ đẹp nha anh em nhé. Chân móng mỏ rất đẹp luôn. Đấy, chim rất là ok luôn. Em này em Quỳnh chia sẻ cho anh em là mình giống 1 đồng 6 để anh em về chơi nghe hot. Hoặc anh em về thả vi nhá anh em nhé. Nói chung là tùy mục tiêu, mục đích của anh em nhà mình. Nhưng mà để em chim này chơi hot, chơi chiến được tất. Chim rất là đẹp luôn. Đầu mặt bóng bộ đẹp. Đầu bằng. Trong đầu mỏng. Nói chung là đây là chim sạch. Về nhà em như thế nào em chia sẻ cho anh em như vậy.
và chim chưa qua một tay người chơi nào. Anh em là những người chơi đầu tiên và thực thụ của các em nó nhá, là chủ đầu tiên nhá các anh nhá. Vì vậy anh trai nào mà ưng hay là thích cái form dáng đầu mặt bóng bộ thì anh em liên hệ với em Quỳnh để em Quỳnh gửi chim cho anh em nhá. Em này đẹp lắm này, rất là ok luôn này. Và đuôi xòe đẹp nhá. Em này em chia sẻ cho anh em trên video hôm nay với giá 1.6. Đấy, những em chim rất đẹp, chia sẻ giá hợp lý để anh em nhà mình ai cũng có thể sưu tầm được những em họa mi mộc về chơi, về test thử khả năng của mình. Test thử khả năng của mình và độ kiên trì, kiên nhẫn của mình để thuần hóa mi mộc nha anh em nhé. Đấy, anh trai nào mà ưng em họa mi mang mã số 115 thì alo cho em Quỳnh này. À đúng rồi, mã số 115 nha anh em nhé. Đúng rồi, em vừa xem lại mã. Đấy, có vấn đề gì thì chim đã hot rồi nhá, bảo hành chim chống chuẩn cho anh em này. Bây giờ em sẽ chuyển sang em họa mi mang mã số 116 các anh nhé. Em này siêu đẹp, siêu già rừng luôn, giá rẻ nhá anh em nhé. Siêu đẹp, siêu già rừng và giá rất hợp lý để anh em sưu tầm. Đấy, các bác đừng bỏ qua những cái em này, những cái mẫu họa mi này nhá. Chim đầu mặt bóng bộ không một vết xước, rất là ok luôn ạ. Bây giờ em sẽ chuyển sang em mã 116 này. Trên video của em Quỳnh đây là em họa mi mang mã số 116 nhá các anh nhá. Của em chim trống đánh lồng rất là ác luôn này. Bộ to, người dài. 1.650.000 cho em họa mi trống này cho các anh nhà mình nhá. Chim siêu già rừng luôn. Cực kỳ già rừng nhá các anh nhá. Tố chất rất là tốt luôn. Đánh lồng rất là ác luôn này. Chim bộ to, đẹp và cực kỳ già rừng. Nói chung là hàng này thì nó hot cọng rừng rất là thích luôn các anh ạ. Thuần hóa nó xong thì anh em có những chim, chú chim họa mi nó hot cọng rừng nghe sướng tai luôn đấy ạ. Bởi vì ở nhà em là em được nghe em này hot rồi. Bản đuôi xòe đẹp nhá anh em nhá. 1.650.000 cho anh em nhà mình này. Đấy, những cái hàng mộc tuyển chọn bên em đã tuyển rất là kỹ, không đẹp em không lấy luôn nhá các anh em nhá. Hàng tuyển kỹ rồi nên là khi nào em nói lô tuyển chọn là lô tuyển chọn, còn lô thanh lý là lô thanh lý, lô cắt lô là lô thanh lý hết hàng để em nhập lô mới đấy. Nên là hàng có thế nào để em Quỳnh chia sẻ cho anh em như vậy, nên các anh nhà mình cứ yên tâm nhá. 116 nha anh em nhá, 1.600.000 này. Và kết thúc video của em này thì em Quỳnh cũng xin phép dừng clip hôm nay tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip của em Quỳnh nhé, trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ. Xin chào.